Câu chuyện bắt đầu với cảnh nam chính Kamito vô tình nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang tắm trong rừng, cậu còn mặt dày khuyên cô hãy bình tĩnh vì cậu không có hứng thú với loli. Cô bảo rằng bản thân 16 tuổi rồi nhưng Kamito không tin vì cậu thấy ngực cô ấy như cái sân bay. Cô giới thiệu mình là Kei sau đó triệu hồi hỏa tinh linh điên cuồng tấn công Kamito làm cậu chỉ có thể né tránh thấy Clay chỉ lo tấn công mà quên việc bản thân đang khỏa thân cậu tốt bụng liền nhắc nhở khiến cô vô cùng xấu hổ cây roi lửa của cô vô tình chặt đứt thân cây nên đã dẫn đến một tai nạn ngoài ý muốn cũng may Kamito có mặt kịp thời và đẩy cô ra tuy nhiên cậu lại vô tình đặt tay của mình lên trái cam của cô nên rút cuộc có lòng tốt cứu người Kamito vẫn bị Clay tẩn cho một trận sau khi tỉnh lại và nhìn thấy đồng phục của Clay Kamito nhận ra cô ấy là học viên của học viện tinh linh Aresia. Cậu cho rằng cô thật táo bạo khi mà mặc quần lót màu đỏ. Claire chối bỏ và nói rằng mình chỉ mặc màu trắng. Nhưng thật ra đó chỉ là Kamito đang gài cho cô tự khai ra mà thôi. Thấy cô ấy bật khóc vì mình đã trêu quá lố thì cậu xin lỗi. Sau đó đưa cho cô ấy xem lá thư và nói rằng cậu được hiệu trưởng của học viện này mời đến. Tiếp đó khi biết được Claire sắp đi lập khế ước với chảm yêu thánh kiếm. Thứ vũ khí từng tiêu diệt quỷ vương, Kamito thấy tò mò nên đã đi theo bước vào bên trong nơi phong ấn thanh kiếm. Claire liền tiến đến thực hiện nghi thức thành lập giao ước, tuy nhiên, thanh kiếm đã không chấp nhận cô. Sau đó nó còn trở nên mất kiểm soát và tấn công hai người, Claire quyết định sử dụng vũ lực để áp chế thanh kiếm. Nhưng kết quả là hỏa tinh linh Scarlet của cô bị Donut giữa bụng và tan biến, cho nên Kamito đành phải thực hiện nghi thức lập khế ước với thanh kiếm. Và bất ngờ là thanh kiếm đã chấp nhận cậu làm chủ nhân, Claire ngạc nhiên và hỏi Kamito, tại sao một nam nhân như cậu lại có thể lập khế ước với tinh linh? Nhưng Kamito biết rõ cậu không phải là trường hợp duy nhất, bởi vì một nghìn năm trước cũng có một nam tinh linh sứ xuất hiện. Người đó chính là quỷ vương Faker, à nhầm quỷ vương Solomon, vì bị cướp mất tinh linh. Claire cho rằng Kamito phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Cô buộc Kamito phải trở thành tinh linh giao ước của mình. Cô trói cậu lại và dẫn về học viện. Vì không biết tên nên cô chỉ toàn gọi Kamito là tên biến thái, cho nên cậu đã giới thiệu mình tên là Kazehaza Kamito. Và khi cô chỉ mới rời mắt khỏi cậu một chút thì cậu đã trốn thoát. Khi cậu đến trước phòng hiệu trưởng, Kamito đã nghe được cuộc hội thoại trong đó có một cô gái đang phản đối việc cho phép một nam nhân nhập học. Cảm nhận được sự hiện diện, thì cô đột nhiên xông ra tấn công Kamito. Cũng may được hiệu trưởng Graywood ngăn lại. Cô nàng tên là Alice, đội trưởng của đội kỹ sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ trường. Vào trong phòng, hiệu trưởng tiết lộ chuyện tinh linh giao ước của cậu trước đây là Restia vẫn còn sống, lợi dụng việc bản thân đang nắm giữ thông tin đó. Cô ép buộc Kamito phải gia nhập học viện sau đó cậu được alice dẫn đi tham quan xung quanh và do học viện không có ký túc xá nam nên cậu được bố trí nơi ở kế bên chùa ngựa đã thế còn phải dùng chung phòng tắm với chúng cô đe dọa nếu kamito dám ho hé đến phòng tắm nữ thì xác định bị cắt tờ gym sau đó cô dẫn cậu đến phòng học nơi tụ tập toàn bộ học sinh cá biệt vừa tạm biệt alice thì ngay lập tức cậu bị claire bắt gặp và khống chế lại nhưng một lần nữa cô bị kamito trêu và tự khai ra màu của quần lót cô bật khóc và bảo rằng sẽ không thể nào lấy chồng được nữa kamito xin lỗi sau đó giải thích bản thân vừa nhập học vào học viện và cậu cũng đã đồng ý làm tinh linh khế ước với Claire. khi kamito vào trong lớp các nữ sinh ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán về cậu thông tin về việc cậu đã lập khế ước với tinh linh trong rừng càng khiến cậu được chú ý hơn nữa thấy vậy Claire liền bước lên giới thiệu với mọi người rằng cậu chính là người hầu của cô tuy nhiên một nữ sinh tên rinslet lại không nghĩ như vậy nên đã đứng ra tranh giành với Claire, hầu gái của rinslet chạy đến can ngăn nhưng không may trượt ngã Kamito lao vào đỡ thì bị hai quả đồi của cô đè muốn tắt thở. Tai nạn đó khiến cho các cô gái hiểu lầm cậu chính là một kẻ biến thái. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cậu trở về phòng và nhớ lại điều kiện của hiệu trưởng đưa ra. Để biết thêm thông tin về Restia thì cậu phải tham gia kiếm vũ và giành chiến thắng, bởi vì Graywood tin rằng chỉ có cậu mới đủ sức đánh bại Gen Asabel. Kiếm vũ sư mạnh nhất hiện tại, theo nguồn tin thì cô ta còn mang theo một nữ tinh linh bóng tối bên mình, và có thể đó chính là Restia. Trước đó cô chủ nhiệm cho biết kiếm vũ là một nghi lễ được tổ chức thường niên trong ngũ đại tinh linh vương một giải đấu lớn giữa các tinh linh sứ với nhau đất nước có người chiến thắng sẽ nhận được sự bảo hộ từ tinh linh vương trong một năm và mục tiêu chiến đấu của kamito đó là vì restia vì đây là học viện dành cho quý tộc nên đồ ăn ở đây rất mắc kamito thì trên răng dưới rái đành ngậm ngùi quay về ngủ cho xong đột nhiên rinslet xuất hiện cùng với một dĩa đồ ăn ý định của cô chính là dụ dỗ kamito trở thành người hầu cậu ngay lập tức đóng cửa lại và từ chối Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc và tiếp tục mở lời chỉ cần cậu liếm chân cô thì cô sẽ cho cậu đồ ăn. Và sau nhiều lần dụ dỗ không thành thì cô vẫn để lại dĩa đồ ăn cho cậu. Kamito cảm ơn và hứa sẽ làm bạn với cô. Khi Rinslash định rời đi thì Claire xuất hiện cùng với một đống đồ hộp. Do bất đồng quan điểm nên sau đó hai người đã xảy ra một trận chiến, kết quả là túp liều lý tưởng của Kamito sáng nhất đêm nay. Rinslash dùng những mũi tên băng để dập lửa nhưng vô tình thổi bay luôn căn nhà. Đúng lúc này Alice xuất hiện trách vấn hai người vì dám đánh nhau trong khuôn viên trường. Không những thế, hai thành viên trong kỵ sĩ đoàn còn gọi Rinslet là quý tộc nhà quê và Claire là em gái của kẻ phản tặc. Chính điều này đã châm ngòi một cuộc đấu ba với ba. Và Kamito sẽ là đồng đội của hai cô gái. Do túp lều đã không còn, nên Kamito được Claire cho ở ké trong ký túc xá nữ. Vì cậu được xem là tinh linh khế ước của cô, trong lúc giúp Claire dọn dẹp, Kamito vô tình phát hiện một chiếc pansu màu trắng và vì quá hốt hoảng nên cậu đành phải cho vào túi quần, sau đó cô đưa thức ăn cho cậu nhưng chỉ toàn là đồ hộp vì cô không biết nấu ăn. Nên Kamito đành phải trổ tài còn Claire sẽ đi tắm, tiếp đó trong lúc cậu chuẩn bị đồ ăn, Claire bất ngờ bị thủy tinh linh tấn công. Kamito nhanh chóng ra tay giải cứu và khoác áo cho cô, Claire rất biết ơn cho đến khi cậu đưa nhầm Pansu thay vì khăn tay cho cô, và thế là một lần nữa cậu bị hiểu nhầm là kẻ biến thái. Trong bữa ăn sau đó, Kamito hỏi Claire tại sao lại mạo hiểm muốn lập khế ước với tinh linh kiếm, ngay lập tức cô cho cậu xem một sợi dây chuyền có gia huy của gia tộc danh giá Elstein. Nhưng từ khi Rubia Elstein bị xem là kẻ phản tặc mang lại tai họa cho đế chế Odersia thì gia tộc ấy đã mất đi vị thế. Và Claire chính là em gái của tinh linh tai họa ấy. Cũng vì thế mà cô cần sức mạnh để có thể gặp lại chị gái của mình và hỏi ra sự thật đằng sau vụ đó. Thông qua cổng dịch chuyển, hai người đã tiến vào tinh linh giới. Một nơi giúp tinh linh sứ solo với nhau dù có bị thương cũng không hề hấn gì. Trên đường đến điểm hẹn. Claire bảo rằng Gen Asabel chính là thần tượng của cô khiến cho Kamito bối rối. Cô ấy còn là người đã giúp xóa đi tội lỗi mà chị cô mắc phải. Trận chiến bắt đầu, Alice triệu hồi ra phong tinh linh tấn công Kamito nhưng cậu đã may mắn tránh được. Ngay lập tức cậu triệu hồi ra tinh linh kiếm để trả đòn nhưng hình dạng của nó hơi sai sai vì do cậu đã 3 năm không sử dụng sức mạnh giao ước. Hai cô nàng đồng đội của Alice lúc đầu gáy rất to nhưng khi thực chiến lại không phải là đối thủ của Rinslet và Claire. Vì hàng của Kamito chỉ có 15 cm nên cậu sử dụng nó như một cái phi đao ném thẳng vào Alice nhưng cô đã dễ dàng cản lại. Sau đó Alice lệnh cho phong tinh linh của mình quay về dạng thương rồi lao vào tấn công Kamito, đúng lúc này trên trời xuất hiện một tinh linh hắc ám. buộc bọn họ phải ngừng trận đấu lại. Chính Restia đã bí mật triệu hồi con tinh linh hắc ám kia, cô bảo rằng sẽ làm cho Kamito nhớ lại mọi chuyện. Việc một con quái linh xuất hiện ở đây khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu. Alice kêu mọi người hãy rút lui còn cô sẽ yểm trợ phía sau. Nhưng Claire từ chối vì cô muốn lập khế ước với tinh linh mạnh mẽ này, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mọi người. Claire điên cuồng lao vào tấn công con quái linh, nhưng nó chẳng hề nhận lấy một vết thương. Dù vậy cô vẫn cố chấp làm theo ý mình, dẫn đến việc hỏa tinh linh vì cứu cô mà đã bị con quái linh kia nuốt chửng, không thể bỏ mặc cô ấy nên Kamito một lần nữa triệu hồi tinh linh kiếm. Nhưng dường như có một thứ gì đó ở tay còn lại đang cố ngăn cản cậu, Kamito vẫn không từ bỏ, cậu nhớ lại cảm giác khi xưa, bởi cậu chính là kiếm vũ sư mạnh nhất gen Asabel. Cậu làm chủ được thanh kiếm và thành công chém con quái linh kia ra làm đôi. Clay khóc lóc trách Kamito tại sao anh mạnh như vậy mà không ra tay sớm hơn. Cậu chỉ biết xin lỗi rồi sau đó ngất đi do lúc nãy sử dụng quá nhiều năng lượng và trong cơn mơ ấy. Kamito thấy lại cảnh hồi nhỏ lúc cậu đang được đào tạo thành một kẻ giết người không có cảm xúc. Sau đó cậu được chọn để trở thành chúa quỷ tiếp theo và Restia chính là tinh linh khế ước của cậu. Kamito tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, tiếp theo đó cậu thấy dưới chăn có gì đó động đậy. Mở ra thì cậu phát hiện một bé loli tóc trắng, cô giới thiệu tên mình là S. Và còn liên tục gọi Kamito là chủ nhân, khiến cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đó Rinslet và Carol bước vào. Cô đã tốt bụng lo lắng cho cậu, nên khi nhìn thấy Kamito đang lên giường với một cô gái khác nên cô rất tức giận. Rinslet triệu hồi tinh linh cho tấn công hai người, nhưng đột nhiên nó dừng lại, một tinh linh băng quỷ như ngươi mà dám chống đối thánh kiếm đã giết chúa quỷ ư. Đến lúc này bọn họ mới biết S chính là tinh linh khế ước của Kamito sau khi trở về phòng nhưng không nhìn thấy Clay. Kamito và S liền ra ngoài tìm kiếm. Trên đường đi Kamito đã xin lỗi S vì hiện tại cậu không thể đưa cô về dạng ấn ký. Sau đó S đã chỉ ra lý do khiến cậu không thể kết nối với ấn ký là vì trong vô thức cậu đang từ chối thực hiện giao ước với cô. Được biết, S đã từ chối hơn 30 tinh linh sứ và cô đã quyết định chọn Kamito là nhờ vào trực giác, nhìn thấy bên cạnh Kamito lại xuất hiện một cô gái mới. Những nữ sinh trong học viện không khỏi bàn tán về độ sát gái của cậu, còn Alice thì nghĩ rằng Kamito đang dụ dỗ con gái nhà lành nên đã không ngần ngại chĩa kiếm về phía cậu. Nhưng ngay lập tức lưỡi kiếm của cô bị S bẻ cong ngay lập tức, khi biết S chính là tinh linh khế ước của Kamito. Alice liền xin lỗi và nói rằng cô đã sai khi ghét Kamito chỉ vì cậu là nam giới, Đồng thời cô cũng thừa nhận dáng vẻ của cậu khi chiến đấu với con quái linh rất chi là ngầu. Sau đó Kamito liền hỏi Alice về những nơi mà Claire có thể đặt chân đến, vì Claire đã mất đi tinh linh nên Alice phán đoán rằng cô ấy có thể sẽ tham gia buổi lễ giao ước với tinh linh quân đội. Nghe vậy Kamito ngay lập tức chạy đến nơi đó, vì cậu biết rằng việc chiến đấu sẽ rất liều lĩnh khi mà bên cạnh Claire giờ đây đã không còn tinh linh khế ước. Bên này Clay bất ngờ được một cô gái bí ẩn trao cho tinh linh cùng nộ Gaspens. Clay nhận lấy mà không nghĩ ngợi nhiều vì giờ đây cô rất cần sức mạnh. Trên đường chạy đến đấu trường, Camito liền nghĩ về Rubia. Chị gái của Clay, người đã khiến cho Clay phải mưu cầu sức mạnh. Bốn năm trước, Rubia đã phản bội hỏa linh vương, cướp đi hỏa tinh linh mạnh nhất và biến mất, làm hỏa linh vương nổi giận nên đã ra tay nhấn chìm Odessa trong biển lửa. Cũng vì thế mà người dân đã gọi cô với cái tên đầy căm phẫn là nữ hoàng tai họa. Kamito biết rằng những gì mà Claire đã trải qua sau sự kiện đó là vô cùng khắc nghiệt. Nên cậu quyết định sẽ phải bảo vệ cô ấy kể từ lúc này. Vì không có tinh linh khế ước nên Claire chẳng khác nào đang tự mình lao vào chỗ chết cả. Đột nhiên tinh linh cùng nộ mà cô được cô gái bí ẩn trao cho lúc trước tự động xuất hiện. Nó hắc hóa tất cả tinh linh đang có mặt trong đấu trường khiến chúng trở nên điên loạn. Mất hết lý trí và sẽ liên tục chiến đấu với nhau cho đến chết. S cho biết con hắc miêu kia chính là hỏa tinh linh Scarlet của Claire. Nó vốn dĩ chưa chết mà chỉ là tạm thời mất đi sức mạnh, nhưng với tình trạng hiện giờ, việc nó biến mất thực sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếp theo đó Kamito liền mượn sức mạnh của S để đối đầu với con Hắc Miêu, đồng thời cậu tiếp cận đánh thức Clay tỉnh khỏi cơn lú, và rồi nhờ được Kamito thông não, cũng như biết được sự thật con Hắc Miêu kia chính là Scarlet, Clay cuối cùng cũng hiểu ra và đồng ý hợp tác với Kamito để giải cứu tinh linh của mình. Sau đó vì muốn hỗ trợ Kamito Claire đã tự tấn công vào ấn ký trên tay, làm cho con Hắc Miêu đau đớn dữ dội. Nhân cơ hội đó, Kamito đã thành công hóa giải sự cuồng nộ bên trong Scarlet, giúp nó trở về dáng vẻ cute ban đầu. Tiếp theo đó, khi Kamito đang hỏi về con tinh linh cuồng nộ kia thì Restia bất ngờ xuất hiện, cậu rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp lại cô ấy. Thế nhưng Restia đến đây với mục đích khác, cô đánh thức con tinh linh cấp quân sự sau đó làm nó rơi vào trạng thái cuồng loạn. Trước khi rời đi, Prestia nói rằng cô chỉ đang làm những điều mà Kamito mong muốn. Nghe vậy Kamito tự trách bản thân vì đã khiến cho cô ấy thay đổi. Lúc này cậu không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa, nên suýt thì bị con tinh linh kia đè chết. Cũng may Clay kịp thời kéo cậu ra chỗ khác, và để giúp Kamito tỉnh táo lại thì cô đã tặng cho cậu một nụ hôn sau khi tỉnh khỏi cơn lú. Hai người đã cùng nhau đuổi theo để ngăn chặn con tinh linh kia tiến vào thành phố. Khi đã bắt kịp nó, Kamito liền chém nó một nhát vào chân khiến nó dừng lại. Tiếp theo đó cậu nhảy lên cao đâm vào mắt nó khiến tinh linh cùng nộ bên trong thoát ra ngoài và nhờ có sự giúp sức của Gray. Kamito đã thành công chém con tinh linh kia đứt ra làm hai. Sau khi chứng kiến Kamito chiến đấu, Gray nhận ra những kỹ thuật của cậu giống y hệt gen Asabel trong kiếm vũ ba năm trước. Trong lúc Kamito bất tỉnh vì kiệt sức, một thanh niên tóc đỏ đã nở một nụ cười bí hiểm và sau đó rời đi. Một lần nữa cậu tỉnh dậy và phát hiện S không một mảnh vải che thân. Chỉ khác là lần này có đến tận ba cô gái cùng hội đồng cậu trên một chiếc xe ngựa đang tiến vào học viện một cô gái đang hồi tưởng về quá khứ 3 năm trước bên trong khu rừng thuộc tinh linh giới khi đó cô bị một con mao cai tấn công cô cố gắng chống cự nhưng lại thất bại trong việc chiều hội ra tinh linh của mình và trong thời khắc nguy hiểm đó kamito xuất hiện và đã kịp thời giải cứu cô nàng sau khi tiêu diệt xong con tinh linh kia kamito tiến lại hỏi về tình trạng của cô tuy nhiên điều đó lại khiến cô nhận ra cậu chính là gen asabel sau khi nhìn thấy thanh kiếm nhưng cô hứa sẽ giữ bí mật cho cậu Trước khi chia tay thì hai người đã có một lời hẹn sẽ gặp lại nhau, nhưng Kamito đã quên đi lời thề đó. Vì thế khi nghe tin cậu đang ở Aresia, cô đã lặn lội tìm đến và quyết tâm sẽ không để Kamito chạy thoát một lần nữa, vẫn là những pha thức dậy bá đạo của Kamito. Lần này cậu vô tình chạm hai quả táo đang phát triển của S. Scarlett phát hiện nên đã giận dữ đến gần la mắng anh, nhưng vô tình để lộ phần dưới nên Kamito lại được thêm một dịp thưởng thức lửa của Scarlett. Trong khoảng thời gian này, học viện cũng đã bắt đầu tiến hành tổ chức những trận đấu đội, để chọn ra ba đại diện mạnh nhất tham gia kiếm vũ vào hai tháng tới. Tuy nhiên do thiếu thành viên, Kamito với Clay không thể nào đấu lại đối thủ khi mà họ sử dụng chiến thuật câu giờ. Khi bọn họ đang ngồi ăn trưa trong sự cay cú thì Rinslet xuất hiện. Cô ấy muốn cùng ăn trưa với họ nhưng không dám thành thật vì cái tính sun de re của mình. Ngay lập tức Kamito liền ga lăng mở lời mời cô trước. Được biết, đội của Rinslet cũng đang gặp vấn đề. Cô đã thử lập đội nhưng những đồng đội của cô không được như kỳ vọng nên nhóm đã tan rã. Nghe vậy Kamito liền đề xuất mời cô ấy vào nhóm, nhưng thương vụ này đã không thành vì cái tôi quá lớn của hai cô gái. Tiếp theo đó, Alice xuất hiện và muốn mời Kamito vào nhóm. Kamito biết rằng nếu gia nhập đội của cô ấy thì cậu sẽ dễ dàng có slot tham dự kiếm vũ, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn Claire và từ chối lời đề nghị của Alice. Trước khi rời đi, Alice báo lại rằng hiệu trưởng đang có việc tìm Kamito. Lúc này, Kamito cũng đã có mặt tại phòng hiệu trưởng, bà ấy nhận xét rằng cậu đã yếu đi rất nhiều so với 3 năm trước và khuyên cậu hãy buông bỏ Restia, nhưng Kamito đã bỏ ngoài tai những lời đó. Và bảo rằng đó là việc riêng của cậu nên không cần bà ấy phải quan tâm, hiệu trưởng gọi Kamito đến không chỉ vì chuyện này, mà bà muốn cho cậu gặp mặt một học viên mới, chính là cô nàng tóc tím lúc sáng, và thật đáng buồn thay khi mà Kamito đã không thể nhận ra cô. Sau đó hiệu trưởng giới thiệu cô gái này chính là Fiona, đệ nhị công chúa của đế quốc Odessa, và bà hiệu trưởng đã nhờ cậu làm vệ sĩ riêng cho cô ấy. Cùng lúc đó tại một quán nước view sông, Tên tóc đỏ đang ngồi bàn chuyện với Restia về một thứ gì đó đang bị phong ấn cực kỳ phức tạp bên trong khu khai khoáng. Và tên này nói rằng sẽ giúp Restia đánh cắp tài liệu giải ấn đang được cất giữ bên trong học viện để chứng minh rằng hắn mới chính là người thừa kế quỷ vương, quay lại với phòng hiệu trưởng. Tuy không hiểu sao một công chúa của đế quốc lại có mặt ở đây, Kamito vẫn hành lễ cho đúng nghi thức nhưng cô ấy lại bảo cậu không cần phải làm như vậy bởi vì cô chỉ là một nữ hoàng thất thế. Hiệu trưởng ngay lập tức giải thích cho điều này. Vào 4 năm trước, khi thần hộ cố gắng đưa Fiana lên thay thế Rubia để kiềm chế cơn giận của Hỏa Linh Vương, thì cô lại chọn cách rút lui khỏi vị trí ứng cử mà không có lý do cụ thể, nên sự tồn tại của cô từ lâu đã bị hoàng gia xóa bỏ, buộc cô rút lui khỏi chuyện chính sự. Sau đó hiệu trưởng lệnh cho Kamito tham gia một nhiệm vụ cấp S, đó là cậu phải đi thám thính khu mỏ đã bị bỏ hoang, nhưng dạo gần đây đã xuất hiện những cơn địa chấn kỳ lạ. Hiệu trưởng rất chú trọng vào khu mỏ này là do ở dưới đó đang phong ấn một con tinh linh cấp chiến lược. Thứ vũ khí hủy diệt có khả năng thổi bay cả một thành phố chỉ trong nháy mắt, vì khả năng dùng tinh linh thần vũ để gia cố phong ấn của Fiana ở mức thông thạo 7, nên hiệu trưởng muốn Kamito làm vệ sĩ đưa cô ấy đến đó để kiểm tra. Nhưng Kamito nói rằng mình không thể tự đưa ra quyết định mà còn phải hỏi ý kiến của Claire. sau đó cậu cùng với Fiana rời khỏi phòng hiệu trưởng. Những nữ sinh lại có dịp bàn tán về Kamito khi nhìn thấy bên cậu lại xuất hiện một bông hồng mới, bọn họ còn gọi cậu với cái biệt danh quỷ vương trên giường nhưng Fiona không hề để tâm đến chuyện này. Cô còn mạnh dạng tiến sát vào và sau đó gọi cậu với cái tên Jen Asabel khiến cho cậu thật sự hoảng hốt. Tiếp theo đó hai người đã cùng nhau trở về ký túc xá. Biết tin phòng mình có một cô gái khác được nhà trường phân vào ở chung khiến Claire rất khó chịu. Đã thế Fiona còn lệnh cho Claire dọn dẹp phòng, ngay lập tức Camito cũng hùa theo. Tất cả là để cô ấy giữ bí mật về việc cậu chính là Jen Asabel. Fiona hành Claire như vậy do cô ấy là em gái của Rubia. Tiếp theo đó khi hay tin Claire đã từng hôn Camito thì Fiona nổi giận. Ngay lập tức cô thách đấu Claire trong một cuộc thi nấu ăn để giành lấy Camito. Và vẫn như thường lệ, Claire mang ra những dĩa đồ ăn đã cháy đen cho mọi người thưởng thức. Thứ mà chỉ có mỗi Scarlett là có thể nuốt nổi. Tưởng rằng người đưa ra lời thách đấu thì kỹ năng nấu nướng đỉnh lắm. Nhưng khi vừa nếm thử một miếng, Claire đã gục xuống bàn ngay lập tức. Tối đó, khi Kamito đang tắm thì đột nhiên Fiona bước vào. Cô cho Camito xem đồ bơi của mình sau đó đề nghị được kỳ lưng cho cậu. Claire đang ngủ bỗng nghe tiếng động nên đã thức giấc. Cô bước vào thì phát hiện hai người đang va chạm xác thịt với nhau. Sau đó vì không muốn bị vượt mặt nên Claire cũng tham gia chung. Sau đó, S báo rằng bên ngoài đang có chuyện gì đó xảy ra. Chính là tên tóc đỏ đang tấn công học viện. Các kỵ sĩ đoàn điều đã bị hắn hạ gục chỉ còn mỗi Alice đang chống cự. Trong tình thế nguy hiểm đó, Clay và Kamito đến kịp và cứu cô một mạng. Được biết, hắn ta cũng là một nam tinh linh sứ và còn có tận hai tinh linh khế ước. Do hắn đã hoàn thành mục đích đánh cắp tài liệu bị phong ấn, cho nên sau đó hắn đã bỏ trốn vào rừng, mọi người nhanh chóng truy đuổi nhưng chỉ có Kamito là theo kịp. Trong trận đấu tay đôi sau đó, tên tóc đỏ bất ngờ triệu hồi ra tinh linh giao ước thứ ba để chiến đấu khiến cho Kamito vô cùng kinh ngạc, hắn giới thiệu tên mình là Izagi. Hậu duệ thật sự của chúa quỷ Solomon, người sở hữu 72 tinh linh khế ước, sau đó vì mất cảnh giác do lo lắng cho Claire, Kamito bị hắn khống chế lại. Nhưng cũng may Fiana xuất hiện giúp cậu thoát khỏi lưỡi gươm của hắn, Izagi tức giận vì bị cản trở, hắn liền triệu hồi một ngọn dao ném về phía Fiona, nhưng cũng may Kamito kịp thời che chắn cho cô. Lúc này nhóm cứu viện cũng đã chạy đến nơi, nên Izagi đành phải rời đi. Restia từ xa đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô mỉm cười sau đó lặng lẽ rời đi. Và phần này đến đây là hết rồi, nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để mình có động lực làm tiếp nhé. Và hãy nhớ ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.